Nhật Bảo Sakun. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để phòng dịch cúm virus corona gây ra viêm phổi nha các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ thử lên trên cái điện thoại này xem cái dịch đấy nó bây giờ đang bùng phát như thế nào nha. Để mình hỏi chị Google xem. Corona. Virus corona. Ảnh. Ngồi xuống. Ngồi xuống đây. Ngồi thẳng hàng đó. Đây là bảo ngồi sang góc bên này, Nhật ngồi sang bên này. Corona hiện giờ đang bùng phát ở đâu? Virus này, virus corona nha. Chế làm mất niềm tin người dùng. Đấy. Ô, thì virus rồi có để cả người dùng. Virus giết cả người rồi người dùng. Đây đây đây. Đây dịch viêm phổi nha do virus corona chỉ 24 tiếng và thêm 38 người chết. Đấy, 38 người chết nha. Thì Ủy ban Quốc tế của Trung Quốc đây các bạn. Đấy, xác nhận tình hình là từ 7 giờ sáng ngày 30 tháng 1 đến có 170 người và hôm nay là 7.711 ca nhiễm và hơn 12.000 ca nghi nhiễm ở Trung Quốc. Viêm phổi cấp từ virus corona. Đây, các triệu chứng này các bạn này, các triệu chứng này: đau đầu, khó chịu, sổ mũi nha, sốt cao 38 độ, ho hoặc là đau họng, đau mỏi cơ nhá, đau mỏi cơ, khó thở, viêm phổi, đấy, viêm phổi, nhiễm trùng máu hoặc thậm chí là tử vong, đấy. Các biến chứng có thể xảy ra, đầu tiên là các bạn sờ lên trán này xem có bị sốt không này, sốt không? Nóng không? Đấy, sờ trên trán xem nóng nhá. Bịt mũi vào, bịt mũi vào. Đấy, các triệu chứng này. Thế thì chỉ sau 24 tiếng 38 người bị chết này. Đấy. Ngày cuối cùng 29 tháng 1 ở Hồng Kông nhá, xác nhận 2 người dân ở thành phố này đã bị nhiễm này. Đấy. Thế bây giờ là do cái nhiễm này nhiều quá này, các bạn phải dùng. Bây giờ các bạn phải dùng cái này để mình khẩu trang các bạn. Đấy, các bạn phải dùng khẩu trang nhá. Các bạn phải đeo vào đây, các bạn phải đeo khẩu trang vào này, các bạn ra ngoài phải đeo khẩu trang vào, kéo xuống dưới này, kéo lên trên để các bạn nói không thở ra ngoài. Thôi thì thằng bít vào, bít vào, đeo phải noi vào. Đây các bạn phải hướng dẫn con cái các bạn đeo. Con hướng dẫn đây. Bây giờ nha, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các cô chú. Con các bạn nhé. Các bạn. Nhìn vào mình quay. Các bạn. Cái phần tỉa tỉa này nó phải xuống đây, cái trắng trắng này nó phải lên rồi mình sẽ đeo ạ. Rồi ốp cái này ạ, rồi kéo cả cặp xuống. Bây giờ nhá, nếu mà bé nhà bạn mà do cái tai này nó quá nhỏ này hoặc là mặt quá nhỏ thì các bạn nên thút lút nó vào này. Đây mình cởi ra thút lút vào nhá, thút lút vào nhà này, đấy thì nó sẽ ngắn lại. Bảo ra đây nào. Rồi. Các bạn đeo vào này. Nhiệt độ ở quê rất là. Các bạn đeo vào này. Đấy, nó lỏng nhá, nó lỏng quá thì các bạn thút lút vào và bóp cái mũi này xuống. Đây nếu mà ví dụ như các bạn hất hất cầm này này, này có thể che luôn cả mắt luôn nhá, bảo vệ mắt luôn nha các bạn. Này, đây mình sẽ xem thêm thông tin xem là nó thế nào nhá. Bệnh này là khá nguy hiểm nên các bạn phải đeo khẩu trang. Ở nhà thì có người thân mà đi làm xa hay ở bên Trung Quốc về thì các bạn nên cho đi khám luôn nhá. Tại thông tin này, Bộ Y tế Malaysia nhá, tất cả các ca mới đều là công dân Trung Quốc. Nghĩa là tất cả các công dân Trung Quốc đều bị cái này nhá. Nghĩa là đều bị thôi, chứ không phải là tất cả đều bị. Nghĩa là những người mà chưa bị nhiễm ấy thì họ không bị, còn người nào bị nhiễm rồi thì bị. Ok. Đó, UAE thì là 4 người trong gia đình bị nhiễm virus này. Đấy, nghĩa là Vương quốc Ả Rập đấy, thống nhất phát đi thông báo là 4 thành viên trong gia đình đến từ Vũ Hán, Trung Quốc nha. Những người đến từ Vũ Hán, Trung Quốc đều bị. Đấy. Ở UAE nhá. Còn họ bây giờ đang hủy nhiều chuyến bay đến Trung Quốc lắm. Đấy, nhiều hủy và
Hình như là ở Trung Quốc bây giờ họ chỉ ở trong nước họ và họ sẽ tự chữa bệnh cho nhau. Và bây giờ mình sẽ xem ở nước Việt Nam mình bây giờ có bao nhiêu ca nhiễm nha. Mình sẽ hỏi chị Google em nha. Chị Google. Mình sẽ xin chào chị Google trước. Xin chào chị. Bây giờ mình sẽ hỏi chị Google xem nhá. Virus. Nói chắc là không nghe rõ giọng. Bây giờ mình thử hỏi xem bằng giọng nói nha. Virus corona. Đấy, bây giờ virus corona nhá. Bây giờ là mình vừa hỏi xong. Đấy, ngồi cạnh đây. Ngồi cái sán ở cái máy quay làm gì? Ngồi đây này. Ngồi đây này. Đấy, để mày quay thôi, phải quay mọi người đúng không nhỉ? Quay mọi người nhìn thấy. Ô, cảm giác là sao? Ngồi đây. Bây giờ nhá. Bây giờ này. Bây giờ mình bịt khẩu trang, các bạn không sợ bị ảnh hưởng qua màn hình đâu nhá. Nhưng mà các bạn vẫn phải bịt khẩu trang, không tí nước bọt được bắn một phát từ đây sang cái ống kính kia là bị dính đòn đấy. Bây giờ mình thử vào báo tuổi trẻ nhá. Đây báo